Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi chương trình thời sự tối nay, thứ tư ngày 30 tháng 10 của Đài Phát thanh và Truyền hình Điện Biên. Chương trình hôm nay sẽ chuyển đến quý vị và các bạn những thông tin đáng chú ý sau đây. Tin trong tỉnh, Điện Biên Đông dồn lực tập trung hoàn thiện các chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội trong năm 2019. Tin trong nước, nền kinh tế Việt Nam tiếp tục duy trì đà tăng trưởng cao với nhiều động lực quan trọng để đạt cũng như vượt mục tiêu Quốc hội đề ra là 6,6 đến 6,8% trong năm 2019. Tin quốc tế, rạng sáng nay Hạ viện Anh đã bỏ phiếu thông qua kế hoạch của Thủ tướng Boris Johnson về việc tổ chức một cuộc tổng tuyển cử sớm vào ngày 12 tháng 12 tới. Bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, chiều nay, huyện Mường Ảng tổ chức khai mạc cuộc diễn tập khu vực phòng thủ 1-2 cấp năm 2019. Đến dự có đồng chí Lò Văn Muôn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, đồng chí Lò Văn Tiến, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, đồng chí Lê Trọng Khôi, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh. Phát biểu khai mạc diễn tập khu vực phòng thủ huyện Mường Ảng, đồng chí Lò Văn Tiến, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh nhấn mạnh tầm quan trọng của cuộc diễn tập, yêu cầu các đồng chí trong khung diễn tập huyện phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo của người diễn, vận dụng tốt quan điểm Đảng lãnh đạo, chính quyền chỉ đạo, quản lý điều hành, bám sát tình hình thực tế địa phương, tập trung dự báo và giải quyết các vấn đề an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Đồng chí Lò Văn Tiến, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh cũng quán triệt một số nội dung mới theo nghị định số 21/2019 NĐ-CP ngày 22 tháng 2 năm 2019 của Chính phủ về khu vực phòng thủ thay thế nghị định 152. Trong đó tập trung vào các nội dung cơ bản chia thành 3 giai đoạn. Giai đoạn 1 chuyển lực lượng vũ trang vào các trạng thái sẵn sàng chiến đấu, chuyển địa phương vào các trạng thái quốc phòng và sang thời chiến. Giai đoạn 2 tổ chức chuẩn bị tác chiến phòng thủ. Giai đoạn 3 thực hành tác chiến phòng thủ. Ngay sau lễ khai mạc, khung diễn tập đã bước vào diễn tập giai đoạn 1 với các hội nghị Ban Thường vụ Huyện ủy ra nghị quyết lãnh đạo chuyển địa phương vào tình trạng khẩn cấp về quốc phòng. Hội nghị Ban Chỉ huy tình trạng khẩn cấp về quốc phòng phổ biến kế hoạch giao nhiệm vụ cho các thành phần, lực lượng trong xử trí tình huống A2. Hội nghị Ban Chỉ đạo Phòng không nhân dân huyện bổ sung điều chỉnh và triển khai kế hoạch phòng không nhân dân, phổ biến kế hoạch và thực hành di chuyển một phần cơ quan đảng, chính quyền, mặt trận tổ quốc và đoàn thể vào căn cứ chiến đấu giả định. Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ huyện ra nghị quyết lãnh đạo chuyển địa phương sang thời chiến. Kỳ họp Hội đồng nhân dân huyện bất thường ra nghị quyết chuyển địa phương sang thời chiến. Cuộc diễn tập khu vực phòng thủ huyện Mường Ảng năm 2019 sẽ diễn ra trong 3 ngày, từ ngày 30 tháng 10 đến ngày 1 tháng 11. Hôm nay, thành phố Điện Biên Phủ tổ chức hội nghị tập huấn nghiệp vụ bảo vệ bí mật nhà nước năm 2019 cho hơn 200 đồng chí là lãnh đạo chủ chốt và cán bộ làm công tác liên quan đến bảo vệ bí mật nhà nước tại các cơ quan, đơn vị, xã, phường trên địa bàn thành phố. Tại hội nghị, các thành phần tham gia đã được truyền đạt các nội dung, đánh giá sơ bộ về công tác bí mật trong tỉnh và thành phố thời gian qua, hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 33 ngày 28 tháng 3 năm 2002 của Chính phủ, quy định chi tiết thi hành pháp lệnh của bảo vệ bí mật nhà nước, quy định về xử lý vi phạm của pháp luật về bảo vệ bí mật nhà nước, giới thiệu số biểu mẫu chuyên dùng, mẫu dấu mật, mẫu biển cấm, sơ đồ vị trí các dấu mật trên văn bản, qua đó nhằm nâng cao nhận thức cho cán bộ đảng viên và vai trò chỉ đạo, lãnh đạo của các cơ quan đơn vị trên địa bàn về tầm quan trọng của công tác bảo vệ bí mật nhà nước, an ninh thông tin trước tác động ngày càng mạnh mẽ của cách mạng 4.0, để từng cán bộ công chức đảng viên nâng cao nhận thức và ý thức cảnh giác trước âm mưu hoạt động của các thế lực thù địch, các loại tội phạm, đối tượng xấu, kịp thời chấn chỉnh những sơ hở thiếu sót để tăng cường và nâng cao chất lượng hiệu quả công tác bảo vệ bí mật nhà nước, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thù địch. Chiều nay, Ủy ban nhân dân thành phố Điện Biên Phủ tổ chức ra mắt Trung tâm Quản lý Đất đai thành phố. Theo quyết định số 928 của Ủy ban nhân dân tỉnh, Trung tâm Quản lý Đất đai thành phố Điện Biên Phủ được thành lập trên cơ sở hợp nhất của chi nhánh Trung tâm Phát triển Quỹ đất và chi nhánh Văn phòng Đăng ký Đất đai trực thuộc Sở Tài nguyên Môi trường. Phát biểu tại buổi ra mắt, lãnh đạo Ủy ban nhân dân thành phố Điện Biên Phủ khẳng định việc thành lập Trung tâm Quản lý Đất đai thành phố góp phần cải cách hành chính, tạo điều kiện thuận lợi cho công tác quản lý đất đai trên địa bàn. Yêu cầu tập thể lãnh đạo và chuyên viên trung tâm đoàn kết thống nhất cao trong công tác lãnh đạo chỉ đạo, phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên nhằm hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. Thưa quý vị và các bạn, ngay từ đầu năm, huyện Điện Biên Đông đã thực hiện đồng bộ quyết liệt các giải pháp trong phát triển kinh tế xã hội và đạt được những kết quả nhất định. Tuy nhiên, do nhiều nguyên nhân khiến việc thực hiện một số chỉ tiêu đang chậm so với kế hoạch đề ra. Hiện nay, địa phương này đang dồn lực tập trung hoàn thiện các chỉ tiêu chưa đạt, đồng thời tiếp tục nâng cao chất lượng các chỉ tiêu đã đạt bằng những giải pháp cụ thể. Phản ánh của phóng viên đài chúng tôi.
Đến thời điểm này, nhiều chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội tại huyện Điện Biên Đông đã đạt và vượt nghị quyết Hội đồng Nhân dân huyện giao. Trong đó, tổng sản lượng lương thực cây có hạt đạt hơn 100%, tổng đàn gia súc gia cầm đạt hơn 125%, lao động làm việc ở các doanh nghiệp, khu công nghiệp ngoài tỉnh và huyện đạt gần 125%, lao động có tổ chức đạt 105%. Giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, không để xảy ra điểm nóng, hoàn thành tốt nhiệm vụ quốc phòng quân sự địa phương. Bên cạnh đó, một số chỉ tiêu như xây dựng nông thôn mới, giá trị sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, tổng mức bán lẻ hàng hóa và dịch vụ, thu ngân sách trên địa bàn đều đạt trên 70% kế hoạch. Năm 2019 thì Hội đồng Nhân dân huyện giao chỉ tiêu về kinh tế xã hội là 14 cái chỉ tiêu. Thì 9 tháng đầu năm chúng tôi đã rà soát và thống kê lại. Thì hiện nay thì đã đạt vào cơ bản cũng như là vượt khoảng 12 chỉ tiêu. Trong cái 12 chỉ tiêu thì có một số chỉ tiêu là tuy chưa đánh giá nhưng khả quan sẽ đạt. Còn lại 2 chỉ tiêu sẽ đạt thấp hoặc là sẽ không đạt. Ngoài kết quả đã đạt được trong quá trình thực hiện các tiêu chí, huyện xác định tiêu chí trồng rừng và tiêu chí trường chuẩn quốc gia là 2 tiêu chí khó thực hiện và không thể hoàn thành theo kế hoạch đã đề ra. Đối với tiêu chí trồng rừng, đến thời điểm này huyện mới tổ chức trồng rừng sản xuất đạt gần 6 ha, chỉ đạt 11% kế hoạch huyện và tỉnh giao. Trồng rừng thay thế đạt 1,5 ha, đạt 20% kế hoạch huyện giao. Đối với tiêu chí trường chuẩn quốc gia, qua quá trình triển khai thực hiện, huyện xác định chỉ có thể hoàn thành 3 trường đạt chuẩn quốc gia trên tổng số 9 trường theo chỉ tiêu của Hội đồng Nhân dân tỉnh giao, đạt hơn 33% kế hoạch. Cái việc mà xây dựng về các cái trường chuẩn quốc gia thì Ủy ban Nhân dân tỉnh cũng như Ủy ban Nhân dân huyện giao cho ngành giáo dục trong năm 2019 là phải thực hiện hoàn thành được 9 đơn vị để đề nghị thẩm định trường chuẩn quốc gia. Tuy nhiên trong quá trình thực hiện thì có những cái khó khăn vướng mắc như sau. Cái thứ nhất là về cái số lượng trường chuẩn mà tỉnh giao là quá nhiều. Thứ hai nữa là nói về công tác xây dựng trường chuẩn thì tất cả các tiêu chí mà thuộc về lĩnh vực của ngành giáo dục thì ngành giáo dục cũng đã nỗ lực để chỉ đạo các đơn vị trường để hoàn thiện các tiêu chí đó. Thế nhưng riêng về tiêu chí về cơ sở vật chất thì nó liên quan đến các cấp, các ngành, đặc biệt là vấn đề về kinh phí. Kinh phí không đầu tư thì do vậy là cái tiêu chí về cơ sở vật chất của chúng tôi là khó thực hiện được. Bên cạnh 2 chỉ tiêu trên, thời điểm này, việc triển khai thực hiện một số dự án trên địa bàn huyện còn chậm, tiến độ giải ngân các nguồn vốn cũng chậm so với kế hoạch. Do vậy, huyện đang đôn đốc đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án khởi công mới năm 2019, tập trung nghiệm thu khối lượng, hoàn thiện hồ sơ pháp lý để thanh toán, đồng thời rà soát các dự án hoàn thành chưa quyết toán, chỉ đạo tập trung quyết toán không để tồn đọng kéo dài. Riêng các cái chỉ tiêu mà sẽ đạt và vượt và khả năng đạt ấy, thì chúng tôi tiếp tục duy trì và để đẩy lên. Sẽ vượt lên chứ không ngừng lại ở cái đã đạt. Còn 2 cái chỉ tiêu mà không đạt ấy thì vẫn quyết tâm và cố gắng đạt được mức nào càng cao càng tốt, chứ cũng không phải là vấn đề là dừng ở mức đó. Tinh thần là huyện sẽ vẫn tiếp tục cố gắng. Từ nay đến cuối năm, huyện tiếp tục chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, Ủy ban Nhân dân các xã thị trấn rà soát lại các chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội, đề ra các giải pháp thực hiện sát với thực tiễn, thực hiện tốt công tác báo cáo, công tác họp giao ban hàng tháng và họp đột xuất để đánh giá kết quả các công việc trong tháng. Trên cơ sở đó, nắm bắt những vấn đề khó khăn, vướng mắc phát sinh để kịp thời tháo gỡ và giải quyết. Chương trình xin tiếp tục với những thông tin đáng chú ý khác. Để tăng cường hơn nữa công tác quản lý nhà nước về quản lý sử dụng đất trên địa bàn, huyện Mường Nhé đã chỉ đạo và tổ chức triển khai thực hiện điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, lập kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ cuối 2016-2020, theo nghị quyết 78/NQ-CP ngày 22 tháng 6 năm 2018 của Chính phủ. Huyện đã chỉ đạo các phòng ban chuyên môn, đặc biệt là chính quyền các xã, thực hiện việc rà soát xây dựng kế hoạch sử dụng đất năm 2019, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt, đảm bảo kịp thời phục vụ nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn. Tổ chức thẩm định và phê duyệt phương án giao đất, lập hồ sơ địa chính, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất thuộc đề án 79, tổ chức rà soát điều kiện cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho nhân dân trên địa bàn, triển khai phê duyệt xử lý các phương án về đấu giá đất. Bên cạnh đó, huyện sẽ tập trung chỉ đạo về công tác quản lý nhà nước về đất đai, xây dựng phương án xử lý vi phạm đối với các tổ chức cá nhân lấn chiếm và sử dụng đất trái phép, nhất là đối với khu vực trung tâm hành chính huyện, xử lý trách nhiệm đối với tổ chức người đứng đầu các đơn vị khi để xảy ra sai sót.
Từ đầu nhiệm kỳ 2015-2020 đến nay, Đảng bộ, chính quyền, nhân dân các dân tộc huyện Tùa Chùa đã tập trung mọi nguồn lực để đầu tư xây dựng, nâng cấp kết cấu hạ tầng cơ sở nhằm tạo đà cho kinh tế xã hội của huyện phát triển. Theo đó, huyện Tùa Chùa tập trung đầu tư, nâng cao chất lượng hiệu quả các công trình giao thông, thủy lợi, cũng như các hạng mục công trình phúc lợi xã hội nhằm từng bước hoàn thiện, đồng bộ để tạo tiền đề vững chắc cho việc thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội của huyện. Để cụ thể hóa mục tiêu đó, hàng năm huyện đầu tư hàng trăm tỷ đồng để xây dựng hạ tầng cơ sở, nhất là ưu tiên cho phát triển mạng lưới giao thông, thủy lợi, nước sinh hoạt. Nhờ đó đến nay, toàn huyện đã xây dựng được mạng lưới giao thông dài gần 600 km, kết nối từ trung tâm huyện đến trung tâm các xã và liên xã. Bên cạnh đó, các hạng mục công trình phúc lợi xã hội khác như trường học, trạm y tế, nhà văn hóa cũng đã được đầu tư xây dựng, qua đó góp phần không nhỏ trong việc nâng cao đời sống tinh thần cho nhân dân, tạo động lực để nhân dân các dân tộc trong huyện tập trung cho phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo. Sau gần 10 năm nỗ lực phấn đấu, tính đến trung tuần tháng 10 năm 2019, các xã trên địa bàn huyện Điện Biên Đông đạt bình quân 8 trên 19 tiêu chí trong Bộ Tiêu chí Quốc gia xây dựng nông thôn mới. Năm 2011, khi triển khai xây dựng nông thôn mới, bình quân tiêu chí của huyện chỉ đạt 1,54 tiêu chí trên xã. Đến hết năm 2018, đạt 8,08 tiêu chí trên xã. Thu nhập bình quân đầu người đạt gần 11 triệu đồng trên năm. Đến nay, toàn huyện có một xã cơ bản đạt chuẩn nông thôn mới, đó là xã Mường Luân với trên 15 tiêu chí, một xã đạt 11 tiêu chí, hai xã đạt 9 tiêu chí, ba xã đạt 8 tiêu chí, hai xã đạt 7 tiêu chí và bốn xã đạt 6 tiêu chí. Đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân ngày càng được nâng cao, nhận thức, trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền các cấp và các tầng lớp nhân dân về xây dựng nông thôn mới được nâng lên rõ rệt. Giai đoạn 2020-2025, huyện Điện Biên Đông phấn đấu 2 xã đạt chuẩn xây dựng nông thôn mới, 3 xã cơ bản đạt chuẩn nông thôn mới, các xã còn lại đạt từ 12 tiêu chí trở lên. Thu nhập bình quân đạt 27,5 triệu đồng trên người trên năm, tỷ lệ hộ nghèo khu vực nông thôn giảm xuống dưới 25% theo chuẩn nghèo giai đoạn 2021-2025, tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt trên 35%, trên 90% hộ dân được sử dụng nước hợp vệ sinh. Vâng, thưa quý vị và các bạn, trong công cuộc xây dựng nông thôn mới, ngoài nguồn lực đầu tư của Đảng, Nhà nước thì luôn rất cần sự chung tay góp sức, góp lực của nhân dân, chủ thể quan trọng góp phần tạo sự thành công của chương trình. Tại huyện Mường Ảng, chính từ những việc làm của người dân địa phương đã và đang góp phần không nhỏ để đẩy nhanh việc thực hiện mục tiêu xây dựng nông thôn mới trên địa bàn. Phản ánh của phóng viên thời sự. Đây là tuyến đường bê tông đi bản Pọng, xã Mường Đăng, huyện Mường Ảng. Để xây dựng được tuyến đường giao thông nông thôn khang trang sạch đẹp này, gần 10 hộ dân trong bản đã tự nguyện hiến đất, hiến ruộng của gia đình để cùng chung tay thực hiện. Theo anh Lò Văn Hoa, trưởng bản Pọng cho biết, cùng với bà con trong bản, ngoài việc hiến đất ruộng, gia đình anh còn hiến thêm cả một phần đất ở của gia đình để làm đường, đảm bảo cho tuyến đường được rộng rãi hơn. Cũng theo anh Hoa tâm sự, khi nhân dân có ý thức, có trách nhiệm, thì từ những việc làm nhỏ đó sẽ đem lại những lợi ích to lớn với xã hội. Đảng, Nhà nước chủ trương là xây dựng một cái đường nông thôn mới, thì gia đình tôi cũng có một số đất mà được hiến, và cùng với mọi người được cùng hiến. Thì trước chưa có đường thì nông thôn mới thì đi lại rất là khó khăn và vất vả, nhất là anh trẻ em đi học và bà già đi lại cũng khó khăn. Bây giờ có đường nông thôn mới thì rất là đi lại rất là phương tiện. Không chỉ có riêng gia đình anh Hoa mà thời gian qua, hàng chục thậm chí là đã có hàng trăm người dân trong huyện đã tình nguyện hiến đất góp công để làm đường, làm trường học. Với suy nghĩ đơn giản của mình là để tạo thuận lợi cho nhân dân, con cháu trong bản đi lại được dễ dàng, gia đình ông Doan ở bản Xuân Tre 1, xã Búng Lao đã tự nguyện hiến gần 300 mét vuông đất vườn để mở đường ra khu sản xuất. Theo ông Doan, nếu để lại khu đất này, gia đình ông sẽ có thêm thu nhập từ trồng cây màu. Thế nhưng vì lợi ích tập thể, vì lợi ích cộng đồng mà ông đã quyết định hiến đất để làm đường. Có chủ trương hiến đất thì gọi cho là tôi thì gọi cho cũng tình nguyện. Gọi cho là hiến cho đoàn làm được đường bê tông vào bản cho nó thuận lợi, thế thì gọi cho là mình phải hiến vì tương lai con cháu mà, hiến mấy cây tre này, gọi cho là trong vườn cũng nhiều cây đấy, kiểu là cây tre này, mấy cây nhãn ăn quả này đấy, cũng phá đi cũng cái gì mình phải hiến cho tương lai sau này thôi mà. Theo đánh giá của phòng nông nghiệp, cơ quan thường trực chương trình xây dựng nông thôn mới huyện Mường Ảng, nhờ có sự chung tay từ người dân nên việc triển khai xây dựng nông thôn mới của huyện đã có nhiều chuyển biến tích cực. Đặc biệt, việc hiến hàng chục hectare đất cũng như tham gia hàng nghìn ngày công đã thực sự là những việc làm ý nghĩa thiết thực để huyện đẩy nhanh mục tiêu xây dựng nông thôn mới.
Trong những năm vừa qua thì chính quyền và các ban ngành đoàn thể từ huyện đến cơ sở xã đã tích cực chỉ đạo tuyên truyền vận động bà con trong vấn đề chung tay góp sức xây dựng nông thôn mới. Qua quá trình tuyên truyền vận động thì bà con đã hiểu và tự nguyện hiến đất và góp công để xây dựng các công trình cơ sở hạ tầng như là đường giao thông, công trình thủy lợi nước sinh hoạt và công trình nhà văn hóa. Qua sự chung tay góp sức của nhân dân thì là thấy là hiệu quả của công trình được nâng lên và tiết kiệm một phần ngân sách nhà nước. Ngoài ra là trong ý thức bảo vệ tài sản chung của bà con cũng được nâng lên. Qua đó cũng góp phần đẩy nhanh tiến độ thực hiện các tiêu chí xây dựng nông thôn mới trên địa bàn. Những việc làm thiết thực và có ý nghĩa to lớn của người dân các xã Mường Đăng, Búng Lao và nhân dân các xã trên địa bàn huyện đã chung tay cùng huyện đẩy nhanh tiến độ thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới. Những năm qua, từ nguồn vốn chương trình 1-3 năm, huyện Mường Ảng đã được đầu tư hàng tỷ đồng để xây dựng cơ sở hạ tầng, hỗ trợ phát triển sản xuất đa dạng sinh kế cho người dân. Nhờ đó, đời sống của người dân trên địa bàn huyện có nhiều đổi thay đáng kể. Huyện Mường Ảng hiện có 9 xã, 114 bản được triển khai chương trình 1-3 năm. Qua 3 năm, tỉnh phân cấp cho các xã làm chủ đầu tư chương trình phát triển kinh tế xã hội các xã đặc biệt khó khăn, vùng dân tộc thiểu số và miền núi của chính phủ. Người dân các xã được biết, được bàn, được giám sát việc triển khai nguồn hỗ trợ đến đúng đối tượng, đáp ứng nhu cầu của người dân. Từ năm 2018 đến nay, huyện được phân bổ trên 25 tỷ đồng từ nguồn vốn chương trình 1-3 năm. Với nguồn vốn này, huyện đã tập trung đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng như đường giao thông, thủy lợi, hỗ trợ phát triển sản xuất cho các hộ nghèo, mua sắm công cụ, máy móc, phục vụ sản xuất nông nghiệp, hỗ trợ trâu bò, đa dạng hóa sinh kế cho người dân. Qua đánh giá, nguồn vốn chương trình 1-3 năm đã thực sự trở thành đòn bẩy để người dân phát triển kinh tế, góp phần thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội tại địa phương. Để giúp nhân dân các dân tộc trên địa bàn huyện Tùa Chùa ổn định sản xuất, phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo, thông qua các chương trình dự án về hỗ trợ sản xuất, huyện đã tập trung đầu tư giúp bà con nông dân phát triển kinh tế gia đình. Từ nguồn vốn thuộc chương trình 30A, chương trình 1-3 năm, vốn xây dựng nông thôn mới, huyện Tùa Chùa đã đầu tư hàng trăm tỷ đồng để xây dựng cơ sở hạ tầng, đường giao thông, thủy lợi, nước sinh hoạt, hỗ trợ sản xuất, tạo cơ hội và điều kiện thuận lợi để nhân dân các dân tộc, nhất là những hộ nghèo, cận nghèo, phát triển kinh tế gia đình, vươn lên ổn định cuộc sống. Đặc biệt, thông qua những chính sách hỗ trợ trực tiếp cho nhân dân như hỗ trợ các loại cây, con giống, các thiết bị máy móc phục vụ sản xuất đã mang lại hiệu quả thiết thực, góp phần hạ tỷ lệ hộ nghèo và nâng cao đời sống của người dân. Thưa quý vị và các bạn, hiện nay đang bước vào mùa khô, nguồn nước phục vụ cho sản xuất và sinh hoạt tại một số xã đã bắt đầu khan hiếm. Để đảm bảo nguồn nước tưới cho vụ đông xuân cũng như sinh hoạt hàng ngày của người dân, huyện Tuần Giáo đã triển khai nhiều giải pháp, trong đó chú trọng sửa chữa các công trình thủy lợi và nước sinh hoạt. Theo thống kê, từ năm 1996 đến nay, huyện Tuần Giáo đã đầu tư xây dựng gần 140 công trình nước sinh hoạt tại 19 xã thị trấn. Hiện nay, 99 công trình đang ở tình trạng sử dụng kém hiệu quả hoặc không sử dụng được do nhiều nguyên nhân cả khách quan và chủ quan. Đặc biệt, tại các xã vùng cao khi mùa khô đến, nguồn nước tại các khe suối ngày càng cạn kiệt do thời tiết nắng nóng kéo dài, không đủ nguồn nước chảy về các bể chứa tập trung tại các bản, ảnh hưởng đến cuộc sống sinh hoạt của người dân. Cái công trình nước sinh hoạt của tất cả các bản trên địa bàn xã ấy, thì hầu như là hiện tại bây giờ đang xuống cấp và có một số bản là bây giờ không sử dụng được. Một là nó hỏng hóc về đường ống, rồi là đầu mối, rồi là bể các thứ. Và vừa rồi ấy thì chúng tôi cũng đề nghị huyện là tiếp tục quan tâm để nâng cấp và đầu tư những cái bản mà đã có mà hiện nay đang xuống cấp, cũng như là những cái bản mà hiện tại chưa được đầu tư. Để khắc phục tình trạng này, người dân của một số xã cũng như chính quyền cơ sở và trường học đã phải thuê khoan giếng khoan với độ sâu khoảng 50-60 mét để lấy nước sử dụng, sinh hoạt hàng ngày. Đối với việc đảm bảo nguồn nước phục vụ cho vụ đông xuân, huyện Tuần Giáo hiện có 186 công trình thủy lợi với chiều dài trên 178 km, trong đó 72 công trình kiên cố, 114 công trình tạm. Chỉ tính từ năm 2016 đến nay, 22 công trình thủy lợi được đầu tư sửa chữa, xây dựng mới, năng lực tưới tăng thêm là 190 ha, trong đó tưới cho ruộng 2 vụ là 140 ha, 1 vụ là 50 ha. Để phát huy hiệu quả của từng công trình, đảm bảo nguồn nước tưới cho việc trồng rau màu vụ đông xuân, huyện Tuần Giáo đang tiến hành rà soát, thống kê lại toàn bộ các công trình thủy lợi đã được đầu tư để có phương án sửa chữa. Hiện nay thì chúng tôi còn có 6 bản nông nghiệp, các cái tuyến đường
tuyến mương thủy lợi thì báo cáo chỉ là có một số các tuyến hiện nay đã xuống cấp, chúng tôi đã làm việc với doanh nghiệp Đoàn Lân để làm sao mà khắc phục cái tuyến mương để đảm bảo cái nước tưới tiêu cho vụ đông xuân, đặc biệt là tới đây cái trồng cây vụ đông, chúng tôi làm sao đã hiện nay chúng tôi đã chỉ đạo cho bà con nhân dân là chuẩn bị cái các cái cây giống để làm sao đảm bảo được cái vụ trồng cây vụ đông rồi chuẩn bị cho cái vụ xuân chiêm xuân. Huyện Tuần Giáo hiện nay không có hồ chứa nước, nguồn nước phục vụ sản xuất nông nghiệp cũng như sinh hoạt của người dân chủ yếu phụ thuộc vào nguồn nước tự nhiên từ các sông suối. Việc đảm bảo nguồn nước sinh hoạt và phục vụ sản xuất của người dân trong mùa khô là hết sức khó khăn. Do vậy, ngoài nỗ lực của chính quyền các cấp thì người dân cần phải nâng cao nhận thức và trách nhiệm trong việc sử dụng hiệu quả các công trình thủy lợi, nước sinh hoạt đã được đầu tư để đảm bảo ổn định sản xuất và đời sống hàng ngày. Tới đây, chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Điện Biên cũng xin được kết thúc. Quý vị và các bạn quan tâm, xin mời xem lại các chương trình của đài chúng tôi tại địa chỉ website dienbientv.vn hoặc trên kênh YouTube Đài Truyền hình Điện Biên. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào và hẹn gặp lại.